anh nghèo, anh không có tiền. Em cũng biết luôn anh ít học, em biết anh không lãng mạn, anh không biết chiều chuộng em, nhưng em vẫn yêu anh. Bởi vì anh là anh Phát, em không cần anh phải giống bất kỳ một người đàn ông nào khác hết. Em không cần anh phải đi theo bất kỳ một hình mẫu nào hết. Bởi vì em yêu anh. Em là con gái đó, em tự trọng một xíu được không? Anh nói lại một lần nữa, anh hết yêu em rồi, em đi về đi. Từ xưa tới giờ á, chỉ có trâu đi tìm cọc. Đời nào mà cọc đi tìm trâu hả Uyên? Được rồi, cọc đi tìm trâu á thì trâu đi. Anh Phát, có một người yêu như con thật là hạnh phúc. Bác chỉ mơ ước một ngày nào đó con sẽ trở thành một con dâu của bác. Và hai bàn tay này, hai bàn chân này, bác quyết bảo vệ tình yêu hạnh phúc của hai đứa con. Bây giờ không nói nhiều, vô ngủ với bác, không đi đâu hết.